Thì với Xiaomi thì trong năm nay họ đã ra mắt sản phẩm Bright Shark. Thì đây là một chiếc máy chuyên chơi game, hay còn gọi là một chiếc smartphone gaming. Tôi anh biết là trước đây thì chúng ta đã từng gặp những dòng laptop gaming thì nó quá nhiều rồi, nhưng với điện thoại thì chưa nhiều hãng tập trung vào sản phẩm này. Và với sản phẩm Bright Shark thì hy vọng với những người dùng mà chúng ta chuyên chơi game trên những thiết bị di động, chúng ta sẽ có một sản phẩm để các bạn có thể chơi game cách tốt hơn. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp chiếc Bright Shark đến từ Xiaomi. Và sản phẩm này thì Diệu Thông Minh hiện cũng là một trong đơn vị đầu tiên phân phối sản phẩm. Và các bạn đừng quên là ở phía cuối video thì Diệu Thông Minh sẽ có chương trình đặt hàng với giá cực sốc cho chiếc Bright Shark này. Theo đó là các bạn sẽ được nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng cùng với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Vậy các bạn nhớ theo dõi kỹ hết video này. Các bạn thấy thì chiếc Bright Shark trên tay mình ở đây, thì khi bạn mua hàng nó sẽ là một chiếc máy mới nguyên siêu như này. Và trong đợt hàng đầu tiên này thì với những bạn đặt trước thì các bạn sẽ còn được tặng thêm một cái chiếc gamepad giúp các bạn có thể chơi game một cách dễ dàng hơn. Đó thì bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc Xiaomi Bright Shark này trước, sau đó thì mình sẽ mở hộp cái gamepad này. Và các bạn thấy được cái phong cách đóng hộp thì chúng ta vẫn thấy là nó sẽ như truyền thống của dòng Xiaomi. Cái điểm khác biệt đây chúng ta sẽ thấy cái logo hình chữ S màu xanh nhìn rất là nổi bật ở mặt trước. Và mặt sau thì cái phiên bản trên tay mình nó sẽ là cái bản RAM 6GB bộ nhớ 64GB. Và hiện tại nó sẽ có một phiên bản với cơ hội cao nhất là RAM 8GB và bộ nhớ trong lên tới 128GB. Tuy nhiên mức giá của nó sẽ cao hơn một chút. Và ngay giờ thì mình sẽ bóc hộp trước Xiaomi Bright Shark. Và vừa vào phía trong thì chúng ta sẽ thấy một cái dòng chữ cụ thể, đó là khi mà các bạn sở hữu chiếc máy này thì có lẽ bạn sẽ trở thành một cái game thủ thực sự. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu mở hộp. Ở đây mình sẽ có chiếc Bright Shark màu đen và nó sẽ có logo những họa tiết màu xanh rất là nổi bật này. Ở phía bên trong thì mình xem phụ kiện sẽ có những cái gì. Chúng ta sẽ có cái hộp nhỏ và trong này sẽ là que chọc SIM. Xiaomi sẽ tặng kèm cho bạn một cái chiếc ốp nhựa như này và sách hướng dẫn sử dụng cũng như là miếng dán màn hình đi kèm. Tiếp đến mình sẽ có củ sạc hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái cáp sạc Type-C. Và các bạn thấy cái điểm đặc biệt trên cáp này, nó sẽ hỗ trợ hai cổng kết nối Type-C. Thì một cái cổng kết nối sẽ giúp các bạn sạc trực tiếp chiếc điện thoại Bright Shark, và một cái cổng sạc chúng ta có thể sạc cái chiếc gamepad để các bạn có thể chơi game. Và cuối cùng tất nhiên thì máy sẽ không hỗ trợ tai nghe. Và đây sẽ là cái phụ kiện rất là chất đi kèm chiếc Xiaomi Bright Shark giúp bạn có thể chơi game một cách dễ dàng. Đó thì đây chính là chiếc gamepad đi kèm. Và cái chiếc gamepad này thì các bạn nó sẽ hoạt động bằng cách kết nối qua Bluetooth và các bạn có thể sạc trực tiếp qua cái cổng sạc ở đây. Nó sẽ có cái joystick ở đây và bên ngoài này chúng ta sẽ có hai cái phím chức năng nữa thì giúp các bạn có thể gán một cái vài phím khi các bạn chơi một số game cụ thể. Đấy, chút nữa mình sẽ trải nghiệm các bạn cái gamepad này. Vâng, và quay trở lại với chiếc Xiaomi Bright Shark của chúng ta thì về thiết kế các bạn rõ ràng thấy đây là một chiếc máy hướng tới những người chơi game. Vậy nó sẽ có một thiết kế khá là hầm hố và đặc biệt ở cái phần mặt sau này. Chúng ta thấy là máy cầm trên tay khá là chắc chắn và nó được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu kim loại ở phía sau, đây là kim loại nguyên khối. Và phía bên trong này chúng ta sẽ có một phần được làm bằng kính. Và trong này ở phía trên chúng ta sẽ có một cụm camera kép ở đây với độ phân giải 12 megapixel và 20 megapixel cùng với đèn flash LED. Ở phía dưới sẽ là logo Bright Shark rất là nổi bật. Và các bạn thấy là ở giữa này chúng ta sẽ có một cái logo hình chữ S có thể phát sáng được. Và cái logo này khi các bạn bật nguồn lên hoặc chúng ta khởi động máy thì nó sẽ phát sáng. Và cái kiểu thiết kế này các bạn thấy nó khá là giống với một vài cái dòng laptop gaming tức chuyên dành cho các game thủ. Vậy các bạn thấy cái phong cách thiết kế của nó cũng khác hẳn so với những smartphone trên thị trường hiện nay. Đó, tuy nhiên thì quay trở lại mặt trước thì chúng ta lại không hề thấy một cái sự hầm hố nữa và chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế rất là đẹp ở đây. Chiếc Xiaomi Bright Shark thì nó sẽ sở hữu màn hình với kích cỡ là 5,99 inch và nó vẫn sẽ đi theo xu thế chung hiện nay, đó là tỷ lệ màn hình 18:9. Và khi cầm các bạn thấy nó cũng cho cảm giác khá là thoải mái. Toàn bộ phía trước này sẽ được trang bị kính 2.5D. Vậy các bạn thấy được khi chúng ta vuốt từ các cạnh sang nó rất là mượt mà. Cái tô điểm cho sản phẩm này ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái đường diamond cắt ở đây và nó sẽ được mạ một cái lớp sơn màu xanh nhìn khá là nổi bật. Tương tự như vậy ở phần viền phía sau cũng như ở phần logo chúng ta cũng sẽ có một cái viền màu xanh tương tự. Và trong thiết kế của chiếc Xiaomi Bright Shark thì đây là một sản phẩm dành riêng cho việc chơi game. Vì vậy các bạn thấy nó sẽ được trang bị một cái phím chuyên dụng ở đây. Các bạn thấy ở cái phím ở bên cạnh trái này. Và tất nhiên máy vẫn sẽ có những phím chức năng giống như sản phẩm Xiaomi trước như là phím nguồn, phím tăng giảm lượng. Còn ở phía bên trái này thì chúng ta sẽ có một cái phím gạt. Các bạn có thể gạt lên. Thì ngay lập tức khi các bạn gạt thì nó sẽ truy cập vào một chế độ mà chuyên chơi game. Khi các bạn vào chế độ này thì lập tức nó sẽ giải phóng tất cả bộ nhớ để ưu tiên cho việc mà các bạn chỉ dành riêng về chơi game thôi. Và các bạn thấy ở đây là mình khi mình vào bên trong thì nó sẽ hiện ra một thông báo thì các bạn ấn vào nó sẽ clear RAM, tức là nó sẽ xóa tất cả những cái dữ liệu để các bạn có thể chơi game. Ở đây thì mình đã cài sẵn những cái game như là Crossfire này, PUBG hay là Liên Quân Mobile ở đây, thì chút nữa mình sẽ chơi thử với cái chiếc gamepad. Các bạn thấy là khi mà trong cái phần cài đặt này các bạn sẽ ở cái phím home các bạn kéo xuống. Đây là phím cảm ứng nhá. Ở phím home các bạn kéo xuống như này thì nó sẽ có một cái thông báo giúp các bạn có thể điều chỉnh thêm một vài cài đặt.
Đó thì đây là tính năng nó phục vụ chuyên cho việc chơi game. Khi mà các bạn cài bất cứ một cái game nào vào máy thì nó sẽ tự động sắp xếp vào đây. Hoặc là các bạn cũng có thể thêm bằng thủ công bằng cách chúng ta vào phần playlist và các bạn thêm cái game chúng ta vừa cài vào. Đó, như vậy đây là một tính năng khá là hay. Và khi quay trở lại với cái màn hình chính thì các bạn chỉ cần gạt cái phím này xuống thì ngay lập tức là máy nó sẽ về cái giao diện như ban đầu. Đó, về phần hiệu năng chi tiết thì chiếc Xiaomi Black Shark thì nó đang sử dụng con chip mạnh nhất hiện nay đến từ Qualcomm. Đó là chip Snapdragon 845. Và điểm AnTuTu mình đo được thì nó cũng gần như tương tự với chiếc Xiaomi Mi Mix 2S thôi. Nó sẽ rơi khoảng tầm gần 270.000 điểm. Và cụ thể các bạn thấy cái điểm CPU cũng GPU đây thì nó cho cái điểm số rất là cao. Hiện tại thì máy đã được chạy sẵn trên nền tảng Android 8.0. Nói chung thì về cấu hình của sản phẩm này thì nếu mà cảm nhận đầu tiên thì nó sẽ tương tự như chiếc Mi Mix 2S. Tuy nhiên về khoản chơi game thì sẽ được tối ưu một chút nhờ một cái giao diện để dành riêng cho phục vụ việc các bạn chơi game. Và camera thì Xiaomi cũng khá là chăm chút sản phẩm này khi được trang bị tới hai camera ở phía sau. Tuy nhiên nó sẽ không được xếp dọc như Mi Mix 2S mà nó sẽ được xếp ngang dạng giống như kiểu Mi 6 hoặc là Mi Note 3. Với hai camera này thì nó sẽ có tính năng xóa phông, một camera với độ phân giải là 12 megapixel và một camera sẽ có độ phân giải là 20 megapixel. Thì cả hai camera này đều có khẩu độ f/1.8 và ngoài ra camera trước cũng có một số chấm rất là lớn lên tới 20 megapixel thì giúp các bạn có thể chụp được mình selfie đẹp nhất. Nhìn chung thì ngoài cái việc hỗ trợ chơi game có hình rất là mạnh thì chiếc Xiaomi Black Shark nó cũng có một cái tính năng camera chụp ảnh rất là tuyệt vời. Và cùng thì máy sẽ được trang bị viên pin với dung lượng là 4000 mAh, một con số cũng rất là lớn, và hỗ trợ công nghệ quick charge 3.0 thì nó sẽ giúp cho các bạn có thời gian sạc nhanh hơn. Và ngay bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm với các bạn khả năng chơi game khi tích hợp với chiếc gamepad Bluetooth không dây này. Và để trải nghiệm với cái gamepad thì các bạn buộc chúng ta phải dùng cái chiếc ốp mà Xiaomi trang bị kèm. Đó, chúng ta sẽ lắp vào như thế này. Các bạn lưu ý là nếu mà chúng ta không lắp cái ốp vào thì sẽ không thể gắn được với chiếc gamepad chúng ta. Và mình cũng có thử kiểm tra qua cái chiếc gamepad này thì nó vẫn có thể tương thích với những smartphone Android khác. Tuy nhiên thì nó sẽ không gắn chặt được vào như với chiếc Black Shark này. Đó thì để gắn vào chúng ta sẽ thấy là ở bên trên nó sẽ có một cái nút nhỏ, các bạn sẽ ấn vào đây. Các bạn sẽ ấn vào đây và sau đó chúng ta sẽ gắn ở cái phần phía trên vào. Chúng ta sẽ không thể gắn được cái phần phía dưới, nó chỉ tương thích ở phía trên này thôi. Và ngay sau đó thì khi mà vào thì các bạn sẽ ở đây sẽ có một cái phím chức năng. Các bạn bật nguồn nó lên và sau đó chúng ta sẽ kết nối Bluetooth từ chiếc Xiaomi Black Shark chúng ta. Đó, ở đây thì mình đã kết nối với cái gamepad này rồi. Và ngay sau kết nối thì các bạn sẽ vào trò chơi bằng cách chúng ta gạt cái phím này lên. Đó, và bây giờ mình sẽ vào. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn một cái game. Ở đây mình sẽ thử với cái game Crossfire Legend. Thì một số game như là PUBG hay là những game mà liên quân hoàn toàn có thể chơi bằng cái joystick này. Tuy nhiên mình sẽ trải nghiệm cũng như là đánh giá chuyên sâu hơn để gửi các bạn trong những video lần sau. Đó, như ở đây thì mình sẽ thử với cái game bắn súng này. Còn cái joystick này, cái cảm giác chơi đầu tiên của mình thì nó cũng khá là mượt mà. Tuy nhiên nếu bạn nào chúng ta chưa quen mà chúng ta quen thao tác trong màn hình thì các bạn sẽ phải mất đôi chút thời gian để chúng ta làm quen với cách chơi như thế này. Và các bạn thấy là với cái phím joystick này thì cái phần phía bên trái chúng ta nó sẽ tiết kiệm được một không gian hiển thị khá là lớn thay vì chúng ta phải trực tiếp sử dụng vào trong màn hình. Đó thì bây giờ ở cái phía này chúng ta sẽ thấy nó rất là thoáng và chủ yếu là các bạn sẽ bấm ở bắn ngắm bắn cũng như là ở cái phần phía bên phải này thôi. Và ngay giờ thì Xiaomi Black Shark đã sẵn hàng tại các hệ thống di động thông minh và các bạn đặt trước trong đợt này thì sẽ nhận được khuyến mại vô cùng hấp dẫn tại di động thông minh. Cụ thể để mức giá niêm yết cho sản phẩm này đó là 13.990.000. Tuy nhiên các bạn đặt hàng trong lần đầu tiên thì sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng, chỉ còn 12.990.000. Ngoài ra, di động thông minh còn đang áp dụng chương trình siêu khuyến mại, quà tặng lên tới 2 triệu đồng cho tất cả những sản phẩm Xiaomi. Ngoài chiếc Black Shark này thì khi các bạn mua những sản phẩm Xiaomi khác thì đều được tặng kèm gậy chụp ảnh selfie, nâng cấp gói bảo hành mặc định lên 15 tháng phần cứng cũng như là 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Ngoài ra, các bạn sẽ được tặng 12 lần dán cường lực trong 1 năm, tặng tai nghe Xiaomi cao cấp giảm giá 20% khi mua bảo hành vàng. Và các bạn cũng được giảm giá thêm 15% khi mua phụ kiện Xiaomi. Và di động thông minh còn áp dụng trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng cho 15 ngân hàng khi bạn mua sản phẩm này. Rõ ràng thì với mức giá chỉ tầm gần 13 triệu thôi, chiếc Xiaomi Black Shark đây là một chiếc máy có cấu hình cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại và dành cho những bạn mà yêu thích chơi game. Ngoài ra thì ở cái tầm giá này các bạn cũng có thể tham khảo thêm chiếc Xiaomi Mi Mix 2S. Và ngay bây giờ các bạn có thể đặt hàng chiếc Xiaomi Black Shark ở link mình sẽ gắn kèm ở phía dưới video. Và các bạn lưu ý với những bạn nào đặt hàng sớm thì cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái chiếc gamepad đi kèm. Và do số lượng có hạn, vì vậy nếu như bạn nào chúng ta đặt hàng muộn thì có thể là trong cái đợt hàng sau thì cái gamepad này sẽ không còn nữa. Đó, còn bây giờ thì xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.